Mô há mú lá chít tá hai tâm si u bét kha xá há giá tăng quýt chít ký cha à, cha sầm bá dút tăng tâm si thọ xã hoài hợp hoài nghi u bét kha xá há giá tăng út thá cha sầm bá dút tăng tâm si thọ xã hợp phóng vật. Dạ con xin hết. Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ. Đắc Mô Bức Thầy Giá. Dạ Nguyên Như xin kính thỉnh sư Pháp Trang đọc bài bạch sư. Dạ con dâng ít lại cho sư Pháp Trang ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ Đức Băng Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Thanh Tâm, Chư Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và thân chào quý vị tu nữ và toàn thể cho Phật tử. Và giờ thì chúng tôi cũng xin cùng với quý vị để ôn bài. Đây cũng là lần đầu tiên đọc bài, có gì quý vị cũng hoan hỷ cho. Dạ. Đô sa mu la chít tá. Tâm sân có hai. Đô manasa sa ha ca tăng patisam payuttang asankha ri căng. Tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ. Đô manasa sa ha ca tăng patisam payuttang sát sanh khai gây căn tâm sân thọ u hợp phấn hữu trợ mô ha mu lá chít tá tâm si có hai upekha sa sa ha cách tăng với chí kích chay sam với yết tăng sam tâm si thọ xã hợp hoài nghi upekha sa sa ha cách tăng uthacha sam với yết tăng tâm si thọ xã hợp phóng vật. Dạ bây giờ tôi đã đọc xong. Dạ không biết có gì có sai không biết. Dạ bây giờ mời quý vị kế tiếp để đọc bài. Bây giờ thấy bàn tay của Nguyên Như. Dạ bây giờ xin gửi mic lại cho Nguyên Như. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú. Dạ con xin kính tri ân sư. Dạ con xin kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên vừa mới vào đạo tràng. Dạ thưa cô, hôm nay là ngày của nhóm Nguyên Như kỳ viên ôn bài. Dạ trước khi mình vô bài, con xin kính mời cô tu nữ có thể đọc lại hai tâm sân và hai tâm si bằng tiếng Pali thưa cô. Con xin dâng mic lại cho cô ạ. Dạ, sa thú lần thay. Dạ, cảm ơn Nguyên Như. Được kính lễ Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Nguyên Thông. Dạ, không biết có sư Thanh Tâm đây. Dạ, xin sám hối, con đáng lẽ con kính lễ Thượng Tọa Thanh Tâm trước, nhưng mà con không thấy, cho nên là con kính lễ Thượng Tọa Thanh Tâm và kính chào đạo tràng quý thiền nam tín nữ. Dạ lâu quá rồi, tự nhiên có qua room cũng hơi nhớ, cho nên là hôm nay cũng có chút thời gian nhớ lại, cho nên là tự nhiên qua để mà tham gia. Và không biết là Nguyên Như nói đọc tự nhiên đâu có bài đâu. Dạ cảm ơn Kim Nhung. Xin Thanh Tâm có mặt. Dạ con kính lễ sư Thanh Tâm. Bây giờ là đọc bài
của Kim Nhung mới post lên phải không sư? Dạ bây giờ dạ tự nhiên xin đọc ở trong lớp mình nghe rõ phải không? Tại vì râm, tại vì cái đường 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 nét của tự nhiên nó có lúc về lúc khác, nó có lúc nghe không được. Dạ bài thì nó chạy qua rồi. Dạ dạ rồi bây giờ tự nhiên xin đọc. Đồ xá mula chita hai tâm sân. Cái này thì chính đồ manat xá xá hát cái tầng bát ti gá sam bát yut tầng ác sân kha rí căng tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ. 10 đồ manat xá xá hát gát tầng hai gát tầng bát ti gá sam bát yut tầng sa sanh kha rí căn tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ. Mô ha mô la chi ta hai tâm si. 11 úp ích kha sa ha gắt tăng vi chi kích cha sam va yut tăng tâm si thọ xả hợp hoài nghi. 12 úp ích kha sa ha gắt tăng Uthacha Sambayuttang tâm si thọ xả hợp phóng dật. Là và tự nhiên xin hết các bài học hết rồi. Và cảm ơn đạo tràng. Và bây giờ đã thấy tín hiệu của Nguyên Như. Sa thú sa thú sa thú. Dạ con tri ân đạo tràng và chư tăng và các quý vị Phật tử đã học đọc bài hôm nay rất là hay, rất là rõ. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào cái phần ôn. Hôm nay mình tới bài số 9 ha quý vị. Tới phần là tâm si mô há mù lá chích tá. Dạ Nguyên Như xin ôm lại cái chữ mô há chính là chữ có nghĩa là chữ si. Cái chữ mù la thì có nghĩa là căn gốc. Và chữ chích tá thì gọi là, mình dịch ra là chữ tâm. Thành ra cái chữ mô há mù lá chích tá thì mình dịch, tạm dịch gọi là tâm si, có căn gốc là si. Si hay là tâm si này đó quý vị, nó có một cái đặc tính của nó là một cái sự tối tâm, một cái sự mờ ám và một cái sự không có hiểu biết những điều mà đáng biết nha quý vị. Có nhiều khi á, những người người ta rất là lanh, người ta đi nói chuyện lung tung cái chuyện hàng xóm, cái chuyện ở nhà này có bao nhiêu con chó, mấy con mèo, bao nhiêu con gà, mấy con vịt, người ta biết hết. Rồi vợ chồng người ta cãi nhau làm sao là đi qua hàng xóm lanh lắm, mình nói vanh vách hết. Nhưng mà xin lỗi là ở chỗ này người ta biết những điều không có cần biết. Còn cái chữ, cái định nghĩa của cái tâm si đây á, là mình không có hiểu biết những điều mà mình đáng hiểu biết. Còn những cái chuyện mà không đáng biết mình biết thì nó không có gọi là thông minh nha quý vị. Như có nhớ là Đức Phật hay nói là cái chuyện mà không có cần á, thì mình giỏi lắm. Còn cái chuyện á, mà mình cần là mình không có biết một cái gì hết. Là cái chỗ này đây. Dạ Nguyên Như xin nhắc lại là si hay là tâm si là đặc tính của một cái sự tối tâm, một cái sự mờ ám, một cái sự không hiểu biết điều mà mình đáng biết, mà mình cũng không có hiểu biết điều cao siêu giải thoát nữa. Mình không có biết gì về luật nhân quả, mình không có biết gì về tứ đế hết. Mình không có biết là trong cái thế giới nó có những chuyện mà cao siêu, những cái vị mà phạm hạnh, những cái vị mà tu hành thanh tịnh, mình không có tin được những cái chuyện đó luôn quý vị. Rất là buồn phải không quý vị? Bởi vì cái tâm si này nó không có thấu đáo và nó có một cái kết quả là rất là tâm tối, và cái tác ý của tâm si không có khôn khéo, và tâm si này đặc biệt là nó có pháp lậu làm nền tảng.
một chút xíu là chúng ta sẽ đi qua coi coi ôn lại coi cái pháp lậu đây là gì ha quý vị. Rồi tiếp theo là tâm si thì được chia ra làm hai loại. Nguyên Như xin đọc lại một lần nữa về cái tiếng Pali. Thứ nhất là tâm si thọ xả hợp hoài nghi. Ubakha sahagatang vichikicca sambayuttang. Và số 2 là tâm si thọ xả hợp phóng dật. Ubakha sahagatang uthaccha sambayuttang. Như đi lại là cái phần tâm si thọ xả hợp hoài nghi ở đây á, mình thấy có một cái chữ là quý trí kích trà. Đây là một cái trạng thái gọi là rất là phân vân, rất là lưỡng lự, không có được quả quyết lắm. Khi mà mình nói là cái quý trí kích trà đó thì mình chỉ nói chung thôi, nhưng mà cái chữ si hoài nghi, phân vân lưỡng lự không quả quyết này á, mình nói rõ ra thì sẽ chia được làm hai phần. Một cái phần đầu tiên đó thì mình sẽ nói là tâm si hoài nghi, tức là một cái sự hoài nghi thông thường, và một cái phần nữa là cái một cái sự hoài nghi đặc biệt. Khi mà mình nói cái hoài nghi thông thường là trong cái đời sống bình nhật của chúng ta đó quý vị, có những khi mà chúng ta không make được cái decision, chúng ta không quyết định được, chẳng hạn như mình đi lợi nhà bạn mình có một cái địa chỉ mà cái chỗ đó ngay ở giữa ngã ba đường, mình không biết á là cái chỗ này là bạn mình nhắc là quẹo trái, nó rất là mình không có quyết định được, mình rất là lộn xộn, lúc đó mình lưỡng lự lắm, mình phân vân lắm. Rồi có những người, nhiều khi đơn giản là mình đi vô tiệm mình mua một cái ly trà đá, người ta hỏi là có chanh hay là không có chanh, mình cũng suy nghĩ nữa, mình không biết là cái nào, tức là cái tâm của cái người mà có cái tánh hoài nghi nhiều á, họ lúc nào họ cũng lộn xộn lưỡng lự mà cái gì cũng suy nghĩ rất là lâu, tại vì họ không biết cái gì. Ví dụ bình thường mình thích ăn ngọt thì mình biết mình thích nhiều đường, có nhiều khi mình có không thích cà phê thì mình biết mình không thích cà phê, quý vị. Có những người họ không biết họ thích cái gì và họ không biết họ ghét cái gì luôn. Tự vì cái sự si này ở trong tâm họ rất là nhiều. Thành ra khi mà quý vị ngồi chờ mấy người này suy nghĩ, nhiều khi họ đứng họ nhìn một cái bảng mà họ không có biết đó là họ nên uống trà đá có đường hay là không có đường, mà nhiều khi suy nghĩ 5-7 phút luôn cũng không biết là mình muốn cái gì. Nó nhiều khi nó cũng ngộ vậy đó quý vị, mà nó có. Rồi một cái trường hợp nữa mình gọi là hoài nghi đặc biệt, hay là có những sách ghi là hoài nghi vì thiếu cái phương pháp giải quyết với cái sự hiểu biết đúng đắn. Thôi mình dùng là hoài nghi đặc biệt đi ha, si hoài nghi đặc biệt thì mình dễ nhớ nhất. Thì trong cái si hoài nghi đặc biệt này mình chia ra có nhiều phần lắm: hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng, hoài nghi về tam học, tức là giới định tuệ, mình hoài nghi về quá khứ, mình hoài nghi về vị lai, mình hoài nghi về hiện tại, và mình hoài nghi về cái duyên sinh hoặc là y tương sinh luôn. Mình không có biết là trên đời này có Đức Phật hay không, hay là cái này chỉ là một cái hình tượng rồi có một người đặt ra, giống như ở bên đạo khác thì người ta có đạo Đức Allah, rồi ở bên tin đạo Chúa thì có Đức Giêsu, rồi ở bên mình là có Phật, vậy là có thiệt không ta? Rồi họ không biết là Pháp Phật Pháp Tăng là một ngôi tam bảo là thiệt như vậy, hay là cũng có một người nào đó dựng lên để mà nói, để mà thành một cái đạo thôi. Rồi về cái tam học giới định tuệ cũng vậy. Như vậy là mình học từ có giới, rồi mình có định có tuệ, nó có rõ ràng như vậy, hay là cũng một cái gì nào đó mơ hồ hay là trừu tượng. Rồi về cái quá khứ, hiện tại, vị lai, có thiệt là có quá khứ, có kiếp trước hay không? Nếu mà cái thời vị lai nó thiệt là nó có hay không, hay là chết rồi hết? Rồi cái hiện tại này mình sống như vậy là có thiệt hay không, có ý nghĩa hay không, hay là nó rất là mơ hồ đó quý vị. Rồi một cái duyên sinh nữa, duyên sinh, duyên diệt, rồi ý tương sinh, 12 cái 24 duyên, rồi 12 cái nhân duyên, mình cũng không có rành, mình không có biết, mình nghe rất là mơ hồ. Thì những cái đó mình xếp vào một cái loại là si hoài nghi đặc biệt nha quý vị. Rồi Nguyên Như ôn qua tiếp cái phần là số 2 là tâm si thọ xả hợp phóng dật. Cái chữ phóng dật này á,
Thì cái tiếng này là cái tiếng Hán, mình dịch tạm theo cái từ của Việt Nam mình là một cái tâm nó rất là tán loạn, nó rất là lao chao. Cũng có khi là mình dùng cái chữ say mê điên cuồng nữa nha quý vị. Chẳng hạn như là một cái anh thanh niên mà anh gặp một cái cô gái đẹp đó, thì cái tâm nó gọi là tâm phóng dật nổi lên. Nhưng mà lúc này đó thì mình không có dùng cái chữ lao chao ở đây, mà mình dùng cái chữ say mê. Cái anh này si cô này á, thì cái chữ này say mê với điên cuồng thì nó đúng hơn là cái chữ tán loạn với lao chao. Thành ra ở trong đây cái chữ phóng dật nó có nhiều nghĩa khác nhau nha quý vị. Rồi cũng có khi á, là cái chữ phóng dật này á, cũng có nghĩa là nó không có tỉnh táo, nó loạn choạng. Thí dụ như là quý vị ngồi hành thiền, khi mà mình có thể hành thứ niệm xứ, tức là mình tập trung cái hơi thở vào, hơi thở ra, hoặc là phòng xẹp của quý vị đó, thì khi cái tâm lúc đó nó không có bám được trên hơi thở, rồi nó không có bám được trên đề mục, mà không thấy phòng, không thấy xẹp, cũng không có thấy được cái hơi thở ra vô. Nó thấy lúc nào cũng giống như mơ mơ hồ hồ, mà nửa tỉnh nửa mê. Thì lúc quý vị lúc đó đó, thì có thể là cái tâm phóng dật mình nó xen vô rồi đó quý vị. Nó không có làm cho mình tỉnh táo, thành ra nó bị như vậy. Thí dụ của cái chữ tâm phóng dật là mình có thể dùng một cái cục gạch đó quý vị, mình chọi vào cái đống tro, khi mà nó tung tóe, nó bay lên tùm lum như vậy á, thì cái đó là thí dụ của một cái tâm phóng dật của chúng ta đó. Cái này không có ai xa hết quý vị. Cái tâm này tất cả mọi người trong lớp học của mình đều có hết, giống y như nhau. Cái đó là cái thực tính pháp của cái tâm phóng dật. Dạ, bây giờ Nguyên Như sẽ qua tới hai cái nhân sanh của tâm si. Cái nhân sanh tâm si thứ nhất là Ayoniso Manasikara, tức là phi như lý tác ý. Cái tâm lúc này cái nhân sanh tâm si này là một cái tâm mà suy nghĩ không có đúng pháp. Cái tâm này suy nghĩ theo cái khuynh hướng là mê tín đó quý vị. Không biết đâu là đâu hết, mình nghĩ tầm bậy tầm bạ, rồi mình không có tác ý khéo nè. Mình thí dụ như mình nghĩ theo cứ tham sân si, mình thích mình bực á, thì mình nói lên, mình có tham thì mình nói theo cái ý của mình thích, mà mình không có một cái yoniso manasikara, tức là mình nói mình nghĩ không có đúng pháp gì hết, thì cái này cũng là một cái nhân đầu tiên để mà làm cho tâm si nó sanh khởi. Cái thứ hai, giống như nhắc cái khúc phía trên đó quý vị, thứ hai là cái nhân sanh thứ nhì sanh ra tâm si là mình có cái pháp lậu làm nền tảng. Chữ lậu đây có nghĩa là lậu hoặc, nó cũng có nghĩa là một cái sự ngâm tẩm rất là lâu đời rồi, rất là nhiều kiếp luôn. Lậu hoặc này á, mình có tất cả là bốn loại lận. Thứ nhất là dục lậu, tiếng Pali là kama xá quá. Dục lậu như đi qua trước, ôm lại một lần cho quý vị ha. Cái thứ nhì là hữu lậu, pha xa xá quá. Cái thứ ba là tà kiến lậu. Tà kiến lậu chữ Bali là dittha xá quá. Và cuối cùng số bốn là vô minh lậu, avijja xá quá. Mình lần lượt mình sẽ đi phân tích cái phần thứ nhất là dục lậu, kama xá quá, là một cái sự ngâm tẩm lâu đời, bị chìm sâu trong sắc nè, thinh, khí, vị, xúc hay là pháp. Mình say mê chìm ngâm trong cái cõi dục này. Tức là mình thích những gì thuộc về trong đời sống hiện tại, lúc nào mình cũng chìm đắm. Mình thích coi TV nè, mình thích coi những cái show, mình thích đi xem ngắm cảnh, xem hoa, xem chim chóc, xem đi du lịch để coi những cái cảnh vật khác nhau ở trên thế giới này. Mình thích nghe nhạc, mình thích đi vô những cái show rất là hay, show ca nhạc đó quý vị.
rồi mình thích những cái mùi thơm, mình xích xích nước hoa nè, mình thích ăn ngon, cái vị của mình nếm cái đồ ăn rất là sang trọng, mình phải vô cái tiệm mà rất là ngon, phải hợp ý mình thì mình không mình mới ăn, mình mới được vui lòng. Rồi mình cái sự xúc có nghĩa là mình thích bận những cái quần áo rất là đắt tiền, mình thích những ở trong nhà mình á thì những cái đồ đạc á phải rất là sang, phải bằng da mình mới chịu. Rồi mình có mà cái giường ngủ của mình á, thì cái tấm ra trải, có nhiều cái gia đình giàu có họ có mấy ngàn đồng một cái tấm ra vậy đó quý vị, để mà họ tiếp xúc với cái thân thể họ, họ chìm đắm trong cái cảm xúc đó. Nếu mà mấy cái quý vị đó đó mà đi lên trường thiền mà ở trường Nguyên Như nghỉ cỡ 3 ngày là xanh mặt luôn đó quý vị, tự nhiên nó đổi khác hết mà mình không có chịu nổi, tự vì bình thường á mình chiều theo cơ thể, chiều theo cái ý thích của mình nó quen rồi, mà khi mà mình gặp những cái chuyện mà không có cần trái ý nghịch lòng đâu, nó chỉ lạ thôi, nó lạ thôi chứ mình chưa gọi là nghịch nữa thì đã rất là đau khổ rồi. Quý vị nào mà biết là mình muốn biết là mình có thể chìm sâu trong cái năm cảnh này, cái ngũ trần này á, thì quý vị cứ thử đi tu thiền cỡ 10 ngày đi. Quý vị đi vô cái chỗ thiền, cái khóa thiền nào cũng được á, quý vị sẽ cảm thấy là cái mức độ chìm đắm của mình tới cỡ nào. Có nhiều khi mấy cô lại giỏi hơn mấy mấy anh hay là mấy ông nha quý vị. Mấy cô đi đâu tu cũng được á, coi như thấy vậy á. Còn mấy ông phải ngủ ở nhà mình, phải ngủ trên giường của mình, cái gối của mình và cái mền của mình mới được á. Như thấy nhiều như vậy lắm á, thành ra trong khóa thiền á ít có mấy ông lên lắm, mà thấy mấy cô lên nhiều. Cái này không có thiên vị đâu nha anh Lý, cái này là Nguyên Như thấy đó. Rồi cái phần kế tiếp, Nguyên Như xin đi qua là về cái phần hữu lậu. Cái hữu lậu đây là khi mà mình trầm ngâm, mình chìm đắm trong cái sự mà mong mỏi về sắc giới, về vô sắc giới, hoặc là tức là những cái vị này họ không có mong là họ vượt ra khỏi tam giới, vượt qua 31 cõi để hướng về niết bàn, mà họ chỉ ráng tu, ráng hành thiền để mà sanh vào cái cõi trời sắc giới hoặc là cõi trời vô sắc giới. Thì ở đây cũng có là những cái sở hữu tham thôi, nó cũng dính vào trong cái tam giới đó quý vị, nó không có ra khỏi. Là cái những vị mà thích cái cõi sắc giới và vô sắc giới này á, thì mình xếp họ vào cái hữu lậu ha quý vị. Rồi cái phần thứ ba đó là kiến lậu, hay có chỗ cũng gọi là tà kiến lậu, thì mình có chìm đắm và mình trầm ngâm trong cái tà kiến và trong cái chấp thủ của mình. Chẳng hạn như là mình có theo mình nhớ đó thì có 3 loại là thường kiến nè, rồi đoạn kiến nè, rồi có một cái là chấp không, đoạn kiến chấp không hay là thường kiến chấp không có. Rồi nếu mà mình chiên nhuyễn ra nữa đó thì mình có tất cả là 62 loại tà kiến. Nó nhiều loại như vậy á, mà mình chia thường thường theo là thường kiến hay đoạn kiến cho nó gọn đó quý vị. Nếu không á, là mình chia ra tới 62 loại lần. Quý vị mà có rảnh thì quý vị có thể vô trong Google mình xem thêm. Hoặc là bữa nào nếu mà muốn thì cái lúc mà mình ôm vào cái chỗ mà tà kiến đó, cái mình sẽ ôm lại với nhau về cái 62 loại tà kiến cũng rất là hay đó quý vị. Rồi về cái số 4, cái phần cuối cùng là vô minh lậu. Ở đây đó là một cái sự chìm đắm, ngâm chìm trong một cái hố đen, trong cái vực thẳm, trong cái sự u tối. Là sao quý vị? Tức là mình lúc này cái tâm mình không có được sáng suốt nè, không có quán xét, không có thấu cái sự vi tế và không rõ đặc tính của các pháp. Vô minh lậu này giống như là con muỗi mà nó sợ mặt trời, lúc nào nó cũng mê mờ tăm tối. Nói một cách nôm na là giống như là một con ếch ngồi đáy giếng, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không sáng suốt, không có suy nghĩ được, mà lúc nào cũng u u mê mê vậy đó quý vị, thì đó gọi là vô minh lậu. Rồi trong cái phần tóm lược về cái tâm bất thiện mà chúng ta ôn ngày hôm nay đó, thì cái tâm bất thiện mình đi sơ qua là cái chỗ mà tâm tham á,
thì tâm ba cái nhân bất thiện này á, nó có trong 12 cái nhân bất nguyên xin lỗi, ba cái nhân bất thiện này có tất cả trong 12 tâm bất thiện. Thì cái 8 tâm tham đầu tiên á, thì mình có hai cái nhân bất thiện nha quý vị, là nhân tham và nhân si. Rồi tới hai cái tâm sân chúng ta học hôm bữa đó, là nó cũng có hai nhân, là nhân sân và nhân si. Khi mà mình đến cái hai cái tâm si này, vì nó không có tâm tham với tâm sân ở trong đó, thành ra cái tâm si ở đây nó nổi trội lên, mà nó chỉ có một nhân thôi, và đó chính là nhân si. Khi mà quý vị vào cái nhân si này á, thì quý vị sẽ thấy có một điều đặc biệt á, là nó không có nhiều cái gọi là cái nét nó flavorful, tức là nó có nhiều cái tính chất đặc biệt nổi trội của cái sân, giống như là một cái người giống lúc nào cũng sát thủ, rồi cái người tham á, thì lúc nào cũng giống như ôm chặt một người, cái gì cũng kéo về phía mình, như dính mắt đủ thứ hết. Nhưng mà cái tâm si này, tự vì nó không có cái sự hiểu biết nhiều đó quý vị, thành ra cái tính chất của tâm si này nó sẽ có một cái chữ nó gọi là thọ xả. Nó không có, nó rất là tẻ nhạt, nó là buồn chán, nó không có cái gì đặc biệt hết. Thì nó gọi là một cái cảm thọ trung tính, nó không có thọ hỷ và nó cũng không có thọ ưu nữa, nó là một cái cảm thọ trung tính. Cái tâm si đặc biệt, mà khi mà quý vị thấy khi mà tâm si nó nổi trội, vì sao? Vì nó không có tâm tham và nó không có cái nhân tham, không có nhân si ở trong thôi, thì lúc đó quý vị mới thấy cái người này hiện rõ cái nhân si của mình ra. Cái người mà có tâm tham với tâm sân á, họ vẫn có tâm si, nhưng mà cái tính chất tham với sân nó quá nổi bật đi, thành ra mình không có gọi là cái tâm si ở trong đó, mà mình gọi theo cái tính chất nổi bật của cái tâm tham đó thôi. Chứ thật ra đó, cái người có tâm tham họ cũng có nhân si ở trong và có nhân tham ở trong, nhưng mà mình chỉ gọi là tâm tham, quý vị thấy không? Rồi cái người có tâm sân, họ cũng có nhân si, cũng có nhân sân luôn, nhưng mà cái sân nó quá nổi bật đi, họ dữ quá đi, lúc đó mình thấy wow, anh này là sân rồi đó, chứ mình đâu có gọi si, mà thiệt ra si nó cũng nằm ngay đó. Cho đến khi mà cái tâm si nó xuất hiện á, thì một cái hình thức tẻ nhạt, boring, chán, lờ đờ, tâm tối u ám, thì quý vị lúc đó là nó hiện nguyên hình của cái tâm si ra đó. Đó chính là một cái gọi là cái cảm thọ trung tính, cảm thọ xả, không hỷ, không ưu, nó tẻ nhạt, nó buồn chán, là cái thực tính của cái tâm si á, quý vị. Bây giờ mình sẽ đi qua cái lược đồ mà về tam ác. Khi mà quý vị nghe Chư Tăng hay nói á, là cái chữ tam ác đó, tam ác có nghĩa là ba điều ác về thân, điều ác về khẩu và điều ác về ý. Tổng cộng thì có 10 điều ác. Thành ra mình có thể gọi là tam ác, mà mình cũng có thể gọi là thập ác cũng được. Quý vị muốn, nếu mà tam ác thì mình gọi là theo thân khẩu ý. Còn về 10 điều ác thì mình sẽ list ra. Về cái thân ác á, thì mình có 3, là sát sanh nè, trộm cắp và tà hạnh. Cái điều ác thứ nhì là khẩu ác thì mình có 4. Mình có nói láo, nói thọc mạch hay gọi là nói đâm thọc, nói ác hay là ác khẩu, và thứ tư là nói điều vô ích. Như lặp lại ha. Về thân ác có 3 là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Về khẩu ác thì mình có 4 là nói láo, nói thọc mạch hay là đâm thọc, nói ác hay là ác khẩu và nói điều vô ích. Và về phần còn lại là ý ác thì ý ác cũng có 3 là tham ác, sân ác và tà kiến ác. Về cái ý ác này đó thì quý vị thấy không, có nhiều người người ta lại nói là ý làm chủ tất cả. Khi mà mình có cái ý thì mình mới ra cái hành động và ra cái thân của mình được. Nhưng mà Nguyên Như thấy trong cái đời sống bình nhật của mình á, khi mà mình mới có ý á, mình chưa có đủ để mà
chưa có đủ cái tác nhân để mà mình làm ảnh hưởng tới người khác, đúng không quý vị? Mà quý vị mới giận ai đó trong bụng thôi, thì cái đó đúng là mình không có nên có cái ý giận đó. Tự vì ý sẽ làm chủ tất cả, từ từ là mình sẽ mà ra thân và mình sẽ ra cái khẩu của mình. Nhưng mà nếu mà quý vị mới có ở trong cái tâm thôi á, thì nó vẫn còn control được. Quý vị vẫn có thể dùng cái pháp tứ niệm xứ để quý vị quán nó được vậy. Thành ra cái ý ác này thấy là nó là làm chủ hết. Nhưng mà nếu mà mình còn ở trong giai đoạn ý mà mình chưa có ra cái giai đoạn mà khẩu và thân á, thì quý vị vẫn còn rất là mừng là mình vẫn còn trong giai đoạn mà mình đang control nó. Chứ nếu mà quý vị đã ra thân, quý vị đã ra khẩu rồi, có nghĩa là quý vị đã send cái signal, đã chuyển cái nghiệp, chuyển cái những cái mình nghĩ ra cái hành động của mình, tức là cái người đối diện và cái người nạn nhân của mình đã biết rồi, thì nó quá trễ, nó tạo thành cái nghiệp chắc chắn rồi, đúng không quý vị? Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích khi mà trong cái thập ác này đây, mà mình trong cái phần mà tâm tham, tâm sân và tâm si, là mình có bao nhiêu, mình cái tâm tham nó ảnh hưởng bao nhiêu tới cái thập ác, cái tâm sân nó có ảnh hưởng bao nhiêu tới cái thập ác, và cái tâm si ảnh hưởng bao nhiêu cái thập ác. Bây giờ quy như qua từng phần ha. Thứ nhất là về thân ác đây, sắc sanh nè quý vị. Quý vị thấy trong tâm tham, tâm sân, tâm si nó ảnh hưởng như thế nào đối với sắc sanh? Có nghĩa là trong sắc sanh là mình có tham hay không? Có sân hay là có si đây? Anh Lý nói là về tham thì có, về sắc sanh thì tâm sân gây ra ha. Dạ, có ai có ý kiến khác không ạ? À? Tham và sân ha. Chị Hà, anh Mỹ thấy sao? Quanh để chữ K là gì hả Quanh? Cả hai. Ồ. Oh. Tham và sân. Kỳ Anh, tham và sân. Dạ, Nguyên Nhân lặp lại câu hỏi nha quý vị. Trong cái thập ác mà mình thường hay học á, sắc sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói láo, tức là thân tam, khẩu tứ ý tam đó, Nguyên Như sẽ đi lần lượt qua, và quý vị sẽ thấy là trong cái tâm tham sân si mà mình học hôm bữa giờ đó, là cái tâm nào là nó liên quan trực tiếp đến cái thập ác này. Về cái sắc sanh thì anh Lý nói là tâm sân gây ra sắc sanh. Lỡ coi bài rồi. Tâm sân gây ra sắc sanh là đúng nha quý vị. Nhưng mà tâm tham nó không có ảnh hưởng gì ở trong cái sắc sanh nha chị Hà. Cái tham nó không có trong sắc sanh đâu nghe. Sắc sanh nó chỉ bị ảnh hưởng với sân. Dạ, nó bị ảnh hưởng với si nữa. Nguyên Như không thấy quý vị ai trả lời si hết vậy ta. Cái sân là cái sân và si luôn nha quý vị. Sắc sanh là có ý muốn giết, là cái tâm sân hận. Dạ, câu hỏi đó là trong cái thập ác đây mình học nè, thân tam, khẩu tứ, ý tam, thì cái tâm nào là nó quyết định trong những cái thập ác này? Thì Nguyên Như đi lần lượt, cái ác đầu tiên là sắc sanh. Thì có cái tâm nào nó involve, tức là cái tâm nào nó gây ra cái hành động sắc sanh? Có tâm tham, tâm sân và tâm si ở đây. Thì cái tâm nào nó gây ra hành động sắc sanh? Sắc sanh thì có si và sân. Dạ, chị Hà đúng rồi. Ở trong cái sắc sanh này không có tham nha quý vị. Nguyên thấy An Nhiên 1282 nói muốn là tham. Nếu mà mình nói là một người này đang muốn giết người, thì một người đang muốn giết người, thì cái chữ giết người nó là cái nhân.
cái chữ mà mình muốn giết người khác đó là cái tâm sân nó gây ra, còn cái chữ tham nó rất là yếu hơn quý vị ơi, chứ chứ không có phải là cái chữ tham ở trong đây. Từ cái nhiều khi cách dùng của mình á, mình đang giận quá, mình muốn cầm, cái chữ muốn của mình ở đây nó không phải là chữ tham mà giống như cái determine của mình hơn. Chẳng hạn như mình gặp cái người đó mình ghét quá, mình muốn cầm một cái cục đá mình chọi cái người đó, thì cái sự cầm cục đá là cái sự sân xảy ra, chứ cái từ mạnh đó là cái cầm cục đá để chọi, chứ không phải là cái từ mà chính của nó là cái mình muốn nha quý vị. Dạ. Rồi Nguyên Như đi qua cái phần thứ nhì, có nghĩa là cái chữ trộm cắp. Thì quý vị thấy cái chữ trộm cắp ở đây á, trong có ba cái tham, sân và si, thì cái tâm nào nó quyết định cái sự trộm cắp đây? Tham và si ha anh Lý? Kỳ Anh tham ha. Tại sao không có si vậy Kỳ Anh? Cái trộm cắp ở đây là mình tham mình mới đi ăn cắp phải không? Dạ, tham và si. Đúng rồi, sa thú quý vị nha. Cái trộm cắp ở đây là mình sẽ có tâm tham và tâm si. Tâm si nó involve vô. Rồi tới thứ ba là khi mà mình tà hạnh hay là tà dâm. Khi khi mà anh Lý sẽ nói hết rằng chi vậy, anh Lý đang ôn bài. Khi mà mình có cái tà hạnh đó, vậy quý vị nghĩ cái tà hạnh của mình á, tà hạnh của mình quý vị nghĩ nó có sân không? Một cái người tà dâm tà hạnh có sân không, hay là giống như chị Hà nói chỉ có tham và si mà thôi? Cái tà hạnh này cũng có nhiều nhiều cái, hôm bữa mình đã bàn rồi đó. Có nhiều người thì mình nghĩ tà hạnh có nghĩa là mình có vợ bé vợ mọn, mình có gia đình rồi mà mình cũng thích đi kiếm một người thứ ba thì gọi là tà hạnh hay là tà dâm. Thì quý vị thấy không có sân hả? Quanh không có sân, Kỳ Anh không có sân. Còn ai không có sân nữa không? Ok, có si rồi ha, nhưng mà còn ai không có sân, hay hay là mọi người đều là không có sân hết vậy ta? Anh Lý có sân không anh Lý? Tà hạnh có sân không anh Lý? Kevin? Tham là chính hả? Cái đáp án trong sách ở đây á, là người ta nói đó là có sân nha quý vị. Sân nó có mặt ở trong sát sanh và tà dâm nha quý vị. Có đó, sân nó có mặt trong sát sanh và tà dâm. Cái tham á, thì không có mặt ở trong sát sanh. Tham ở trong cái về cái thân tam đó thì si có mặt tất cả rồi ha, cái đó mình khỏi bàn. Tham á, có mặt trong trộm cắp và tà dâm, tham không có mặt trong sắc sanh nha quý vị. Nhưng mà sân á, sân không có mặt ở trong trộm cắp, nhưng mà sân có mặt trong sắc sanh và trong tà dâm. Tức là về cái thân á, sắc sanh trộm cắp tà dâm, si có đủ hết. Si có đủ hết sắc sanh trộm cắp tà dâm. Tham sẽ chiếm hai cái và sân chiếm hai cái. Tham sẽ không có mặt trong sắc sanh, tham có mặt trong tờ trộm cắp, tham có mặt trong tà dâm. Và cái tâm sân của mình đây thì sẽ có mặt trong sát sanh và tà dâm. Tà dâm có. Dạ đúng rồi anh Lý. Hôm bữa là mình có bàn cái chỗ này. Hôm bữa lớp mình có bàn cái chỗ mà một cái vị mà khi mà mình đi cưỡng hiếp một cái người nữ đó, thì hôm bữa mình có bàn cái chỗ này rồi, là tại lúc đó là tâm tham hay là tâm sân đó, anh Lý còn nhớ không? Lúc đó là có cái tâm sân ở trong đó, cái tà hạnh này có cái tâm sân ở trong đó chứ không phải là không.
Dạ, Nguyên Như xin đi lại cái định nghĩa của tâm sân. Dạ, sa thú, Quynh Thính Pháp Ba. Tâm sân là tâm có căn gốc là sân, có tính bực bội, khó chịu, không hài lòng và bất toại nguyện. Dạ, Nguyên Như xin lặp lại. Căn sân, tâm sân là tâm có căn gốc là sân, có thực tính là bực bội, khó chịu, không hài lòng, bất toại nguyện. Nặng hơn là hận hay là phẫn nộ hay là ác độc. Cái ý kiến của anh Lý cũng rất là hay. Mình sẽ một chút xíu mình ôn bài xong là mình sẽ đi sâu về cái phần này. Trong sách đó thì ghi là cái tà dâm có hai cái tâm, có tất cả ba tâm nó involve vô đây, là tâm tham, tâm sân và tâm si. Cả ba cái đều có mặt trong cái tà hạnh này hết, chứ không có phải là tham không nha quý vị. Rồi, một chút xíu mình nốt cái đó ha anh Lý. Mình sẽ đi sâu về, mình sẽ nói là chư Tăng lên giảng thêm cho mình cái phần này ha. Rồi, Nguyên Như sẽ đi tiếp là về cái phần khẩu nè. Nói láo, nói thọc mạch, nói ác và nói điều vô ích. Bây giờ nói láo hoặc là vọng ngữ, thì quý vị thấy vọng ngữ này có bao nhiêu trong ba tâm này, tâm nào điều khiển cái vọng ngữ? Cái người nói láo á, người nói láo này có tham không quý vị? Có sân không quý vị? Và có si không quý vị? Nếu mà mình đụng chuyện, mình ăn cắp hay là mình làm gì xong rồi mình nói láo, con có lấy đồ không vậy? Dạ không, con không có. Như vậy có tâm sân ở trong không? Quanh Phan nói cả ba ha. Có cả ba ha quý vị. Nói láo là có hết cả ba luôn. Tâm tham, tâm sân, tâm si, có hết. Xa thú cả nhà. Rồi bây giờ mình nói lời ly gián hoặc là nói lời chia rẽ nè. Mình đi qua ông A thì mình nói xấu ông B. Mình đi qua ông B, mình nói xấu ông A. Mình cứ đâm bị thóc, thọc bị gạo, đi đâu người ta cũng gây nhau hết. Quý vị thấy cái tâm nào nó sai khiến cái sự nói chia rẽ này quý vị? Tâm sân hả anh Lý? Còn ai nữa không vậy ạ? Kỳ Anh tâm sân, Kỳ Bánh Xe. Tâm sân, còn ai nữa không? Chị Hà, chị Hà, anh Kevin. Nói chia rẽ, đương nhiên có si rồi, ok. Tham sân si luôn ha. Xà thú quanh Phan. Tham sân si luôn nha quý vị. Nói chia rẽ, cũng có thể là mình nói chia rẽ tự gì. Mình cố ý mình chia rẽ để mà mình thủ lợi cho mình nữa chứ không phải không. Nguyên một cái hội đoàn người ta đang phát trương mạnh mẽ, rồi người ta làm nhiều thiện sự quá, mình có vô có một ý đồ mình chia rẽ, mình làm cho người ta chia rẽ với nhau để mình kéo qua phía mình, cũng có nhiều cái thủ lợi rồi mục đích nữa. Thành ra cái chia rẽ chưa chắc là có tâm sân, cũng có tâm sân, cũng có tâm tham và cũng có tâm si hết nha quý vị. Tất cả ba cái. Rồi khi Nguyên Như đi tiếp là khi mà mình nói ác, tức là mình nói dữ đó, thì quý vị thấy cái tâm nào mình đang đứng mình chửi rủa người ta, mình chửi ba làng nhà người ta luôn, thì cái đó cái tâm gì nó sai khiến mình quý vị? Tham, sân hay là si vậy cả nhà? Anh Tính Pháp nói cả ba ha. Khi mà mình nói giữ cả ba hả? Quý vị nghĩ khi mà mình tức quá, mình đang đứng mình chửi ai á, thì nó có tham không vậy quý vị? Một người nào đó đứng gân cổ, đứng trước nhà người ta mà chửi thì đâu có tham đâu phải không? Nó sân đúng hơn chứ ha. Sa thú anh Lý, sa thú anh Giang, sa thú Kỳ Anh. Sân thôi nha quý vị.
Khi mà mình đứng mình chửi rủa đó là cái tâm sân thôi, không có tham gì đây hết. Lúc đó mình cũng không nghĩ là mình tham thắng thằng kia đâu, cái sân mình chạy ra trước. Mình có cái gì mà mình lụm được trong đầu, trong đầu mình lụm có cái gì mà nó dữ nhất nè, nó xoáy nồng nhất nè, có nhiều góc cạnh đó, nó đâm lủng người ta. Là lúc đó đó là mình đem trong câu như trong vỏ mình là grenade lựu đạn gì mà mình quăng ra hết đó. Đó là cái miệng dữ đó, là cái lúc đó tâm sân sai khiến nha quý vị, sân và si. À, không có tham. Ở trong cái sách thì giải A đáp án của đây là không có tham nha quý vị. Đâu đó gọi là nói ác là sân thôi. Rồi tới cái phần cuối cùng của nói vô ích. Cái từ chuyên môn của mình ở ngoài đời gọi là tám đó quý vị. Khi mà mình bắt phone lên 18 với ai nè, mình tám tới tám lui đó là tâm gì quý vị? Ca Vinh nói là tâm si ha. Còn ai nữa không? Tham sân si mãi vô. Si không à ha. Ai cũng nói là si hết ha. Nói nhảm nhí nè, nói ba láp ba xàm nè, nói tám nè, nói xấu người ta nè. Ai cũng si hết vậy ta. Sân với tham. Dạ, sao thú chị Nhung. Chị Nhung đúng nhất. Tham sân. Đương nhiên là có si rồi. À, nói nhảm nhí này là tham sân si là nó chủ chốt luôn nha quý vị. Đủ thứ đó, tự gì mình có thể nói xấu người ta, tự mình bất mãn với người ta, mình có thể cũng thể tám được mà. Rồi mình về cái tâm tham mình thỏa mãn một cái gì đó, mình cũng có thể share với người khác, mình cũng tám được mà quý vị. Giận quá nó qua nó lại cũng tám nè, kiểu nào cũng tám được, tham sân si in vô. Đó, tham sân si hết nha quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái cuối cùng là cái ý ác. Bây giờ trước nhất là tham ác nè. Tham ác quý vị thấy có những cái tâm nào mà nó sai khiến cái tham ác? Tham, sân và si, quý vị thấy cái nào? Như lặp lại ha, cái phần cuối cùng của thập ác là ý ác đó. Có tham ác, sân, tà kiến ác. Bây giờ mình đi tới tham ác. Thì cái tham ác này quý vị có cái tâm nào nó sai khiến cái tham ác đây? Anh Kevin nói tham ha, Kỳ Anh nói tham. Quanh Phan tham sân si luôn hả? Tả Bính Lù hả Quanh Phan? Si. Dạ đúng rồi, Quanh Phan không có trúng nha. Trong cái tham ác này á, thì chỉ có tâm tham involved thôi. Đương nhiên là có tâm si rồi nha quý vị. Là trong tham ác thì chỉ có tâm tham involved vô. Rồi cái kế tiếp là sân ác. Thì quý vị thấy cái tâm gì nó ở trong đây? Sân ác. Dạ, sư Nguyên Thông trả lời là sân và si. Ca Vinh sân, chị Nhung sân, Kỳ Anh xà. Xà phải không Kỳ Anh? Chị Hà sân và si, Kỳ Anh sân, xà thú cả nhà. Dạ đúng rồi, trong cái sân ác á, thì mình chỉ có tâm sân và tâm si involved. Rồi cuối cùng hết thảy là tà kiến ác. Thì quý vị thấy cái tà kiến này á, nó có tâm gì ở đây? Cái tà kiến quý vị thấy nhớ trong cái tâm sở nào có tà kiến quý vị? Tà kiến là trong cái tâm sở, trong cái tham phần đó. Để thuộc về tham. Tà kiến. Kỳ Anh si, sư Huyên Thông si. Dạ, tà kiến đây là sẽ nằm trong có si đúng, chính xác. Sư Nguyên Thông, Kỳ Anh chính xác luôn. Thì tà kiến sẽ có tham và si. Tà kiến này không có sân ở trong đây. Có nghĩa là những cái người mà mình đi mê tín dị đoan này kia đó, cái người đó đó là có cái tâm tham và có tâm si nha quý vị. Không có dính dáng gì tới sân hết. Ok. Bây giờ mình sẽ ôm trở lại về cái tam ác nè, tức là thập ác. Mình có
thân ác gồm có sát sanh, có trộm cắp, có tà hạnh. Thứ hai, khẩu ác có nói láo, nói thọc mạch hay đâm thọc, nói ác hay là ác khẩu và nói điều vô ích. Về thứ ba, ý ác thì mình có tham ác, sân ác và tà kiến ác. Khi mà mình xét về cái tham thì trong tham mình đi đối chiếu lại với cái thập ác thì tham có 7. Thứ nhất là trộm cắp, thứ hai là tà hạnh, thứ ba là nói láo, thứ tư là nói thọc mạch, thứ năm nói điều vô ích, thứ sáu tham ác và thứ bảy là tà kiến ác. Mình sẽ có 7 điều trong cái thập ác này là thuộc về cái thằng tham. Tham nó làm được 7 điều đó. Rồi sân, sân cũng làm được 7 điều luôn. Sân thứ nhất á thì nó có trong sát sanh. Thứ hai, sân có trong trộm cắp. Thứ ba, sân có trong nói láo. Thứ tư, sân có trong nói thọc mạch, nói đâm bị thóc, thọc bị gạo đó quý vị. Thứ năm, đương nhiên là sân có trong nói ác hay là ác khẩu. Thứ sáu, ở trong nói điều vô ích là 8 đó. Là thứ sáu, nói điều vô ích. Và thứ bảy, đương nhiên là sân ác. Còn si, quý vị, si nó đặc biệt nhất ha, nó là trùm luôn. Nó có mặt trong tất cả thập ác. Cái nào cũng có si hết luôn. Si thấy lờ đờ vậy chứ mà là chủ của tất cả những cái điều bất thiện. Si là trùm xã hội đen, dạ đúng, trùm của tam giới luôn. Ghê quá. Dạ hôm nay là mình sẽ chính thức tuyên bố là nhóm mình đã ôn được tất cả 12 cái tâm bất thiện, tức là 12 cái tâm đã làm cho mình gặp gỡ với nhau đây. Mình có thể leo lên leo xuống ở trên 31 cõi, hoặc là mình gọi là trong tam giới mình, và mình cũng chìm đắm. Mình gọi là chìm đắm trong sanh tử luân hồi. Mình có thể là xoay vần trong 31 cõi. Mình gặp gỡ ở nhau đây rồi đó. Thì mình cũng nhờ cái 12 tâm bất thiện mà mình cũng có đủ cái nhân duyên để mình gặp nhau trong cái lớp của mình luôn. Bây giờ là 10 giờ 17 phút rồi. Mình còn mười mấy phút nữa. Bây giờ Nguyên Như xin nhường mic lại. Anh Lý có cái thắc mắc cái chỗ hồi nãy về cái chỗ mà tài dâm đó anh Lý. Anh Lý có thể cầm mic để phân tích cái câu hỏi ra để đạo tràng mình có thể đi sâu vô được nha. Dạ Nguyên Như xin mời anh ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Đà nhé, Nam Mô Tham Ma nhé, Nam Mô Sang Kha nhé. Dạ, con xin kính lễ Chư Tăng tấm tắc và kính chào đạo tràng. Dạ, theo lời dạy của Nguyên Như, hồi nãy Nguyên Như, cái lúc mà tổng kết lại, Nguyên Như có nói là tâm tham, trộm cắp, nó cũng có tâm sân hả? Mà hình như là nãy là không có nói, không biết là mình nghe lộn hay sao. Nguyên Như đứng chính tử rồi. Trộm cắp nó có tâm tâm sân không? Chứ có lẽ là tham phải không? Dạ, vậy là đúng rồi. Vậy là chắc nãy cũng cách là Nguyên Như có hơi nói lộn. Trộm cắp không có tâm sân nha quý vị. Vì cái sự dính mắc mà muốn chiếm lòng của riêng. Dạ. Bây giờ nghe rõ chưa chị Oanh? Mới lần đeo cái headset vô nó trở ngại. Nguyên Như yêu cầu phân tách cái vấn đề hồi nãy mà sân và tham trong cái chuyện tà hạnh đó, phải không? Thì ở trong này không biết trong đạo tràng này có ai có kinh nghiệm vụ này được yêu cầu họ phân tách thì chứ... phân tách này sao phân tách nổi? Có một cái điều mà đáng lưu ý mà cần phải được nói cho rõ ra trong các cái tâm bất thiện, có tham, có sân, có si, thì tâm tham thì có khuynh hướng là dính mắc vào đối tượng, tức là đối tượng ở đây là trong ngũ trần, tức là sắc, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, và ngay cả cảnh pháp. Thì cái trạng thái dính mắc vào các cảnh
ưa thích bất cứ là cảnh gì cũng được gọi là tâm tham, và cái trạng thái gọi là bất toại nguyện với lại các cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Nhưng mà chúng ta thường thì nói là năm trần là vì bên ngoài á, sắc, thinh, khí, vị, xúc. Thì khi mà chúng ta bất toại nguyện và chúng ta không ưa thích, chúng ta muốn xóa bỏ, thiêu hủy, đốt phá, thì giận sân cũng tham, ghét quá lấy cho bỏ ghét mặc dù không thích. Cho bỏ ghét thì tức là đang có cái ghét đó, để nó đưa ra cái hành động lấy đó. Mà lấy cái này là không phải là vì dính mắc, nhưng mà lấy cái này để thỏa mãn cho cái sự đốt phá, thiêu hủy đối tượng trong cái ghét đó. Cho nên đó là sân. Tức là không phải còn dính mắc, mà lấy để mà dính mắc vì muốn chiếm làm tư hữu của riêng với nó là tham. Còn cái này là đang trong trạng thái sân, thì mình phải hiểu rõ cái vì cái một cái khải móng tay là triệu cái một triệu sát na nó sanh khởi, cho nên các lộ trình tâm nó liên tục và nó theo vô gián duyên, nó liên tục và không gián đoạn, nhưng mà nó tùy theo cái cảnh là đối tượng của cái tâm đang dạ cảm ơn sư Nguyên Thông, đó là sân rồi đó, đối tượng của cái tâm, mà đối tượng đó là về các cảnh. Và ghét ở đây là cảnh pháp rồi, chứ còn cái vật mà cô mà lấy cái đó là đó chỉ là một cái tên mà gọi là nó happen to be cái lúc đó, nó tức là cái vật của cái người đó, bất cứ là vật gì, cô không có cái đối tượng đặc biệt để mà cô lấy cho bỏ ghét. Tức là bất cứ cái gì của người ta mà cô biết là của cái người mà cô ghét đó thì cô lấy, đó là để thỏa mãn cái giận, cái sân đó, để mà cho bỏ ghét. Cái chữ bỏ và chữ ghét này là hiện bài theo cái trạng thái tâm sân rồi. Thì cái trở lại cái vấn đề của theo yêu cầu của chị Nguyên Như, sau mỗi lần đưa cái đề tài này chị lôi em ra. Đôi khi chúng ta khi mà một người nào đó họ thấy của rơi lượm bỏ túi là tham, đúng không? Dạ đúng rồi, lượm bỏ túi vì muốn chiếm hữu nó làm tư lợi. Đâu phải của rơi nào mình nhìn mình muốn lượm bỏ túi đâu, chỉ có những cái gì mà mình những cái gì mà khi mà cái người lượm lên họ thấy đối với họ có giá trị và có sự lợi ích nào đó thôi. Chứ giống như hồi chiều con chó, đứa cháu nó dẫn con chó đi ra ngoài sân để nó đi số 1, số 2 đi ngang, mình mà thấy mấy cái đó nó rơi rớt như vậy đâu có ai dám trùm bỏ túi bao giờ đâu. Nó cũng tùy đối tượng cái cảnh á, cảnh nó quyết định nó khởi lên cái trạng thái dính mắc ưa thích thì lượm bỏ túi. Chị Nguyên Như đồng ý. Cái cảnh nó làm thấy mấy đồng tiền vàng, biết là có nó giá trị lượm bỏ túi vì nó có cái giá trị lợi ích và nó tạo lên cái sự dính mắc và chấp thủ ở trong đó, cho nên nó gọi là tham. Chứ nhiều cái cảnh thấy một cái muốn chạy bỏ liền, nhiều khi đó tưởng tượng nếu mà đang tà hạnh mà bị bắt cái gì quả tang cái là lúc đó là sân nó nổi lên liền. Thì tà hạnh theo như sách của chị thấy hoa hái thì sao đó cũng một tham luôn. Mà tùy theo mà hái, là ý nói hái để dục bỏ là vì cái hoa nó khô, nó bỏ, nó héo, hay là hái để đem vào để chưng cúng bàn thờ, hoặc là hái vì mình thích nó có mùi thơm, hoặc là cái nó đẹp, và cái đó là khác với nhau. Cho nên cái câu hỏi này chưa rõ ràng nha. Người này hỏi cũng giống như là hỏi mà đố mẹo, hoa hái, cái chuyện đó hái xuống để mà quăng thùng rác là trạng thái sân, vì cái cảnh đó nó xấu, tâm khởi lên cái thái gọi là thiêu hủy đốt phá, dẹp bỏ đối tượng đó là cái tâm sân đó. Dạ cảm ơn sư. Dạ chị Quanh Phan thì chị cũng trí tuệ lắm, chị chỉ hỏi con mấy câu mà con không cắt nghĩa là thành cũng kẹt với chị lắm. Dân cúng Phật nó sẽ là thuộc về tham, nhưng mà đây là tham hướng thượng, quay lại tà hạnh nha. Đúng rồi, mấy vị này cứ hỏi hoài làm lạc đề. Dạ xin lỗi đạo tràng. Thêm một cái điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ quan tà, theo như lúc mà học đó, thì cái trong cái lộ trình hồi nãy nói về cái lộ trình nó bắt cảnh liên tục đó, thì cảnh này cảnh kia nó ở trong cái tâm nó bắt cảnh liên tục thì nhiều cái cảnh nó khác nhau.
Nhưng mà có một điều chúng ta được hiểu, được nhớ là khi tham thì không sân, và khi sân thì nó không tham. Thì đương nhiên là si thì nó có mặt trong tất cả các bất thiện rồi, chúng ta không nói nữa. Ở đây cái tham là cái trạng thái dính mắc, là muốn thu hút, muốn kéo về. Còn sân thì muốn tiêu hủy, đốt phá, nhằm chán đối tượng, muốn cho nó ra đi, không kêu là đi mắt, không thấy, muốn cái không muốn thấy cái cảnh đó. Cho nên cái trạng thái dính mắc vào và tiêu hủy nó là hai cái trạng thái đối lập, hai cái mệnh lệnh nó đối lập, không là tâm thiện đó. Thì theo hỏi ha, ở đâu và chủ quyền của ai, ở cái đó là có được đưa là cảnh khác nữa rồi. Thái hoa ở đâu đó là một cái cảnh nữa, và chủ quyền của ai là một cái cảnh khác nữa. Cảnh ở đây là trong cái ý thức của người, của cái người của cái người hái đó, họ biết giống như ra sao. Nhà vườn của mình hái cái hoa thì mình biết mình có chủ quyền, còn qua nhà hàng xóm thì cũng phải xin hoặc là người ta cho. Còn cái trạng thái mà hái hoa mà không phải thuộc quyền chủ mình, chủ quyền của mình mà mình hái, đó là thuộc về tham. Là vì cái đó là tham, là lấy của không cho đó. Tôi xin trả lại cái vụ tài thạnh là để hiểu một cái điều rằng khi tham thì không có sân, và khi sân thì không có tham. Mà cái trạng thái tà hạnh là đã gọi là tà hạnh, đã gọi là tà hạnh thì nó có cái chữ tà ở cái chỗ này là nó không có chánh. Mà cái gì mà chúng ta không có đường chánh chánh thì chúng ta có cái sự rút lén, thập thò thấp thỏm, tức lại là tâm sân, là vì có cái sự sợ hãi trong đó. Chắc có lẽ đây là cái điều mà, nhưng mà tà hạnh là vì tham, là tham dục á. Nó mới làm cái nhân để mà phát sinh ra cái hành động tham. Thì cái lúc mà chúng ta tưởng tượng nha, thôi cả tưởng tượng luôn đi để mà hiểu được cái pháp, là lúc mà hưởng cái dục lạc đó là trong tham. Nhưng mà khi mà cái cảnh ở trong tâm, nhớ một cái điều là trong tâm nó, cái cảnh nó thay đổi rất liên tục và rất lẹ sinh diệt. Và khi cái tâm mà nghĩ tới cái sự mà đang tà đây nè, thì nó có sự sợ hãi, thập thà, thập thỏm, lấp la lo lắng, thì nó sân nó xen vào. Nhưng mà khi sân nó xen vào thì lúc cái trạng thái của sân nó xen vào đang khó chịu đối với cái trạng thái mà cái người đang hành cái tà hạnh này, phải đang hành cái tà hạnh này, thì lúc đó là không có cái sự hưởng thụ trong đó. Không tin thì bây giờ chắc chúng ta về thì tự làm thử thôi, chứ không còn cách nào khác. Nhưng mà có một cái điều ở đây, xin phép đưa ra cái ý kiến là tà hạnh, theo như định nghĩa hồi nãy, như có nói là trong cái giáo án thì có nói là cả tham, cả sân, thì đương nhiên là si là có, là chúng ta không nói nữa. Nhưng mà khi tham thì không có sân, và khi sân cũng có tham. Nhưng mà khi hành cái hạnh tà hạnh đó, xài luôn cả hai tham và sân, thì cái đó là nó có cái hợp lý của nó, là vì thỏa mãn cái dục vọng thì là thỏa mãn cái tham, nhưng mà vì cái sự thập thà thập thỏm, lén lén lúc lúc làm cái chuyện mà không bất chánh á, có cái sự sợ hãi của người mà khác thì biết được, sợ hãi trong cái trạng thái gọi là chính cái người hành cái điều đó, người ta không muốn là người khác biết, hoặc là không muốn đối diện luôn các lương tâm của chính họ nữa, thì cái trạng đó là sân, là cái điều đó là đương nhiên. Nhưng mà phải hiểu một điều rằng tham và sân nó không có mặt chung một lộ trình tâm. Nhớ khi mình nói cái lộ trình, mà cái lộ tham nó sanh lên thì lúc đó là không có sân. Mà khi nhớ tới cái trạng thái ở đây, tại anh tưởng với anh tư là nó có xúc thọ tưởng tư, nó giống là nguyên tắc ý trong các tất cả các dòng tư tưởng. Xúc với lại cái trạng thái nào thì tưởng và tư nó đi theo cái trạng thái đó. Xúc với tham thì tưởng và tư nó nhớ tới cái chuyện tham, nó đang hưởng thụ, hoặc là nó thỏa thích trong cái trạng thái mà tà hạnh đó. Cái một điều chúng ta phải nhớ là cái tham đó là cái nhân của sinh tử luân hồi, thì là cái dính mắc đó trong các dục vọng á, nó mới làm cái đó là cái gọi là cái driving force, tức là cái mãnh lực thúc đẩy chánh đó. Nhưng mà khi thực hiện cái điều đó thì có những cái lúc mà chúng ta thực hiện không hoàn toàn là tham không, mà gặp những trở ngại, gặp những cái khái niệm về chánh, về tà, những cái gọi là đúng, cái sai, cái thiện, cái bất thiện, những cái gọi là khôn khéo, phi khôn khéo, rồi những cái trạng thái mà làm mà sợ hai người kia bên kia là biết được, hoặc là sợ một người nào khác biết được, đó là những cái sợ hãi đó, nó đi chung, nó cũng là đó, cái đó là có tham. Thì
hành cái tà hạnh nó có tham có sân luôn à, là như vậy. Thì ở đây xin khách nghĩa giải thích theo cái sự hiểu biết của con, xin chư tăng và các đạo tràng cũng cùng đồng góp ý và có những điểm gì sai sót thì xin cho dạy dỗ cho con thêm dạ, như là chúng con trong đạo tràng nói chung dạ, con xin xuất nhất. Dạ sa thú sa thú sa thú à, mình còn cỡ 1-2 phút đây à, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông à, con xin kính thỉnh chư tăng sư Pháp Trang nè à, con không biết là chư tăng có đồng ý với anh Lý hay không à, tự trong cái lúc mà giống như một cái người mà mình có vợ rồi, mình thích một cái người vợ bé đi, thì cái thích của đó nó sẽ làm cái nguyên nhân để mà mình đi kiếm cái cô đó. Nhưng mà cái khi mà cái thích đó qua rồi đó, mỗi lần mà đi gặp cô đó đó thì có một cái sự sợ hãi chứ quý vị. Sợ là người vợ mình biết được nè, sợ là ông bà, cha mẹ, bạn bè mình thấy được nè. Lúc đó là toàn là cái tâm sợ hãi không à, khắp thấp thỏm lo âu, chứ đâu có cái còn mà cái tâm tham như lần đầu tiên nữa. Giống như một cái lúc nào mình cũng hồi hộp lo sợ như vậy. Thì bởi vậy con thấy khi mà anh Lý nói ra, phân tích ra kỹ á, thì thấy rõ ràng là trong cái tài dâm này có tham sân và si hết tất cả. Dạ con xin kính thỉnh chư tăng có thể cho chúng con câu trả lời final của cái phần tài dâm này có cả ba tâm, quý vị có đồng ý với đạo tràng không ạ? À? Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thấy Nguyên Như đưa lên là trong dung có ba vị, chư tăng có ba vị để được nghe cái ý kiến của chư tăng. Trong đó cũng có Thượng Tọa Thanh Tâm và cũng như chư Nguyên Thông và cũng có chúng tôi. Nhưng mà tôi chờ hoài không thấy. Không thấy Thượng Tọa Thanh Tâm cũng không thấy lên cầm mic, sư Nguyên Thông cũng không lên cầm mic. Bây giờ thì chúng tôi phải lên cầm mic để đỡ mic cho gần hết giờ mà cứ để mic mất ế. Dạ yeah. Thì thực sự thì cái câu trả lời của Vinh gì hồi nãy quên mất tiêu rồi. Thì thật sự thì cái câu trả lời đó thì theo cái sự hiểu biết và cũng như là theo cái sự hiểu biết của chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng là theo cái câu trả lời đó thì rất là cũng là hợp lý và cũng là cái khi mà những người mà phạm vào cái giới tà dâm như vậy thì chúng tôi thấy theo cái sự phân tích của Vinh như vậy thì chúng tôi cũng rất là hoan hỷ. Thì cũng là sa thú, thì do đó thì chúng tôi mới đưa lên cành ba cành bông để tặng huynh để an ủi. Thì theo cái sự hiểu biết của chúng tôi là như vậy thì bây giờ thì chúng tôi cũng lên đỡ mít để có cái lời để cũng như là chia sẻ như đóng góp với quý vị như vậy. Thì bây giờ chúng tôi cũng không còn biết nói gì thêm. Thì bây giờ chắc xin xích để trở lại với đạo tràng. Thì không biết là chắc cũng đã hết giờ trong cái buổi học hôm nay quá. Thì bây giờ xin mời xích Như Nam Mô Bất Tha Giá. Dạ con xin kính xin sa thú sư Pháp Trang đã có những cái lời kết thúc và động viên cho đạo tràng. Dạ như vậy là quý vị cũng có thể là am tường về cái làm sao mà ba cái tâm tham sân si nó sẽ contribute, nó có tác động trực tiếp vào cái pháp tài dâm của mình ha quý vị ha. Dạ con thấy bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư.
Dạ, Nguyên Như con xin kính thỉnh sư ạ. Phavatu sabba mangalang rakkhang tu sabba devata sabba bhuta nu phavena sada sauti phavantu te phavatu sabba mangalang rakkhang tu sabba devata sabba dhamma nu phavena sada sauti phavantu te phavatu sabba mangalang rakkhang tu sabba devata sabba sangha nu phavena sada sauti và bằng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú sa thú. Dạ con xin tri ân chư sư Nguyên Thông đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp, và cũng nhờ công đức học pháp của mình ngày hôm nay, Nguyên Như xin kính chia phước lại cho bé Dung, con của chị Nguyên Trang. Hôm nay vì bé mổ mà cũng còn rất là yếu, thành ra Nguyên Trang không có vô lớp được. Xin quý vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để chi phước lại cho hai mẹ con, để chị đừng có lo nhiều quá, và mong cho bé sức khỏe mau hồi phục sau khi mổ nha quý vị. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hình ta hình. Ta tham ma da ne na pha văn tu bu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra măng đà lê. Thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phân kha vô xa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca. Ga ma cha de sa ni ga ma cha i sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu te. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca. Ni ya ni căng thăm ma hoa răng pa tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang. Tha tu chi răng sa tăng thăm mô thăm mắn tha ra cha bung ga la sang khô hô tu sa mắc gô. Wa an tha ya cha hi ta ya cha am he răng kha tu san thăm mô. Sam bê bi thăm ma cha ri no vô thân sam ba bù này ya ma thăm ma ri yam ba quê. Di tê. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yu. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yu. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yu. Ý đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tú á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin hẹn chư Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai tối thứ năm và cũng là sáng thứ sáu bên Việt Nam. Ngày mai sẽ là ngày sư Pháp Thanh, ngài đã hoán đổi ngày cho sư Pháp Tính ngày hôm qua, thành ra ngày mai sư Pháp Thanh sẽ dạy cho chúng ta tiếp về những cái bài ngạ quỷ sự. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.